Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Hảo. Chúng ta lại gặp nhau trong những ngày cuối tuần. Hôm nay thì Hảo xin giới thiệu đến với mọi người là một cái thân máy khoan bê tông hạng nặng sử dụng pin 36V đến từ hãng Hilti. Hilti là một tập đoàn lớn trên thế giới chuyên cung cấp những cái giải pháp, những cái vật liệu xây dựng và những cái công cụ chuyên dành cho công trình ha. Thì cái thương hiệu Hilti này đã được toàn thế giới công nhận và gọi cho nó một cái biệt danh rất là hay, đó là Hilti vua công trình. Trước mặt mọi người là cái mẫu máy có tên gọi là Hilti TE60A36. Đây là một cái dòng máy khoan bê tông hạng nặng thuộc phân khúc cao cấp nhất của hãng Hilti. Cái thân máy này thì Hảo đã mua về Việt Nam và xài đâu được cũng một tháng nay rồi. Cho nên hôm nay Hảo thấy rất là tốt. Với lại nhân ngày hôm nay thì mưa cũng không có làm việc gì được gì nhiều. Thì Hảo sẽ xin giới thiệu đến với mọi người một cái thân máy Hilti TE60A36. Thì cái thân máy Hilti TE60A36 này nó là sử dụng cái chuẩn mũi SDS Max. Khác với những cái loại máy thông thường thì nó sẽ sử dụng là SDS LED ha, còn này là SDS Max. Mọi người nhìn cái phần chân của nó sẽ khác và to hơn là cái dòng máy khoan bình thường mọi người hay sử dụng ha. Đó, chuẩn chui gài SDS Max. Ở đây nó có 5 khía. Mọi người xem thử ha. Đó. Đây. 1, 2, 3, 5 ha. Đó. Đây là một cái mũi đục của cái thân máy TE60A36 ha. Ở trên phần đầu của thân máy á, thì nó có ký hiệu là SDS Max luôn nè. Đây là cái ký hiệu của SDS Max nha mọi người ha. Mọi người nhìn kỹ ha. Đó. Rồi bây giờ Hảo sẽ nói sơ qua với mọi người về cái thông số kỹ thuật của hãng công bố ha. Thì cái thân máy TE60A36 này, cái thân máy không thì nó nặng là 8,1 kg. Cục pin 9.0 này đó, cục pin 9.0 này nó có cân nặng là 2 kg ha. Đó, là trước mặt mọi người chưa tính mũi là một cái thân máy nặng 10 kg. Đây, vì đây là cái thân máy chuyên để khoan và cấy thép trong công trình cho nên nó sẽ không có cái chức năng khoan không búa ha. Nó chỉ còn có 3 chức năng thôi, đó là khoan có búa, đục xoay mũi và đục không có xoay mũi ha. Đó. Thì cái chiếc máy khoan Hilti TE60 này á, đường kính cái mũi khoan cho phép là từ 12 đến 40 mm ha. Còn cái phạm vi mà sử dụng mũi khoan tối ưu nhất á, đó là từ 18 đến 40 mm ha. Rồi cái con Hilti TE60A36 này nó có RPM là 340 vòng trên 1 phút. Tần số gõ búa của thân máy là 3.300 lần trên 1 phút. Rồi lực đập búa của thân máy này thì nó là 8,1 joule ha. Đó. Đó là một số thông tin cơ bản về cái thân máy này ha. Rồi bây giờ Hảo sẽ đi sâu vô một chút. Thì trên những cái thân máy hạng nặng này á, thì nó đã bỏ cái nút đảo chiều rồi. Nó sẽ không còn đảo chiều nữa mà nó chỉ còn khoan một chiều thôi. Và khi mà mọi người bật máy lên, ở đây nó sẽ có một cái nút nguồn bật máy. Khi mà mình không sử dụng thì mình bật tắt ha. Bây giờ nó sẽ bật mở lên mọi người nghe thử, xem thử ha. Ở đây nó có một cái nút xanh nè, nó sẽ báo. Đó, xanh là bật máy ha. Ấn một cái nữa là tắt. Đó, thấy chưa? Và ở đây có một cái phần, có một cái dấu hình cờ lê, có nghĩa là thí dụ mà cái máy nó hư hỏng hay là cái gì nó cần có bảo trì bảo dưỡng thì nó sẽ hiện cái đèn ở cái phần nút này ha. Lúc đó cái máy nó sẽ ngưng lại, nó sẽ không hoạt động ha. Mình phải bảo trì bảo dưỡng
Nếu như mọi người mua máy chính hãng thì mọi người đưa về hãng xem xét, coi bảo hành bảo trì cho mình. Còn mà mình mua hàng xách tay thì mình liên hệ đi đến với người mua hàng để người ta hỗ trợ gửi qua bên gửi về cái chỗ mà mình mua để bảo hành ha. Còn cái dấu ở phía dưới là một cái dấu rất hay ở trên cái thân máy này, có nghĩa là mọi người đang sử dụng với cái nhịp độ búa mặc định, thì mọi người muốn búa nó giảm xuống, ấn vào cái nút thì nó sẽ giảm búa xuống ha. Tao sẽ thử cho mọi người xem thử. Đây. Rồi, ấn cái nè. Nó sẽ hiện đèn lên. Đó. Khi mà hiện cái đèn này lên có nghĩa là mình đang sử dụng với cái chế độ búa là nó nhỏ hơn mặc định ha. Đó. Mình muốn tắt thì mình ấn vào cái nút hình hai cái búa này một lần nữa. Đó là tắt. Đó. Rồi, nó có thân máy hạng nặng này thì nó tất nhiên là nó sẽ có hệ thống ATC. Cái hệ thống này là hệ thống bảo vệ an toàn cho người sử dụng. Khi mà cái mũi bị kẹt, máy xoay đột ngột thì cái máy nó sẽ ngắt cho dù cò mình vẫn còn bóp ha. Một cái thiết kế độc quyền của Hilti, rất là nhanh, rất là nhạy. Còn ở trên này nó có một cái dấu tên là AVR. AVR, AVR là một cái dòng ấy là một cái chức năng chống rung chủ động của Hilti. Đây là một cái chức năng rất là hay khi mà để khi mà mình khoan, mình đục một cái thứ gì đó vật liệu cứng đi thì tất nhiên nó sẽ đưa lại một cái phản lực. Một cái phản lực đó nó sẽ tác dụng vào cái cổ tay của người sử dụng khi mà cầm máy nè. Thì đối với những cái chiếc máy mà không có chức năng AVR thì cái lực phản đó sẽ đưa vô cái cổ tay của người sử dụng, làm cho người sử dụng máy rất là nhanh mệt, rất là nhanh mỏi tay. Từ đó thì cái công suất làm việc nó kém hơn. Thì AVR và ATC là hai cái công nghệ bảo vệ an toàn sức khỏe cho người sử dụng độc quyền của Hilti. Thì cái chức năng chống rung và chống xoay mũi đột ngột này thì trên thế giới những cái hãng pin khác như là Bosch hay Makita hay là Milwaukee, DeWalt gì đó đều có những cái chức năng tương tự. Tương tự đối với giống như là AVR với lại ATC của Hilti. Nhưng mà khi mà sử dụng vô thực tế thì những cái chức năng đó không có nhạy bằng của AVR. À, những cái chức năng mà chống xoay mũi không có nhạy bằng ATC của Hilti, và cái giảm rung chủ động không có tác dụng nhiều như là AVR của Hilti ha. Đó. Và cái máy Hilti này á, nó có một cái cò, phần cò nó có một cái chế độ gài mũi nữa. Khi mà mình đục đi, thì mình chỉ cần mình nhấn cái nút này đẩy lên trên thì cái cò nó sẽ khóa lại, mình không cần bóp cò nữa ha. Hãy thử mọi người coi nè. Nè, đây bóp cò vô. Đó, nó vẫn giữ cò ha. Đó. Mình nhấp cò lại một cái là nó sẽ nhả ra. Đó, cực kỳ hay ha. À. Rồi bây giờ Hảo sẽ thao tác gắn mũi và gỡ mũi cho mọi người xem thử ha. Thì ở trên cái phần cái đầu gài SDS mắt này nó có một cái dấu hiệu để cho mình nhận biết được ha. Là mình gắn theo cái chiều nào thì cái mũi khoan nó vô sẽ rất là nhanh. Đây. Theo cái dấu ha. Đó. Đó. Gài mình nghe một cái cốc như vậy là nó đã gài vô rồi đó. Là những cái viên bi trong cái phần đầu gài này nó đã bám vô cái gảnh trượt của cái mũi khoan rồi ha, mũi đục rồi ha. Đó. Rồi. Đây mọi người thấy ha. Đây là chức năng khoan có búa, nó sẽ không có đảo chiều ha. Đây là cái chức năng đục nhưng mà cái đầu mũi vẫn còn xoay được để mình điều chỉnh hướng ha. Nè, nó sẽ gạt qua nè. Nè,
vẫn còn xây được cái đầu mũi ha, đó còn xây được ha. Rồi còn cái chức năng này á, là đục, chuyên đục và không được xoay mũi nè, họ sẽ gạt xuống thử đây đó, cái mũi đó không còn xoay được nữa ha, đó thấy chưa. Rồi để mà mình lấy cái mũi ra thì mình kéo cái đầu này phần về phía dưới cho cái những cái viên bi ngậm trong cái những cái rãnh mũi nó sẽ rút ra ha. Đó. Rồi. Rồi thì thương hiệu Hilti thì mọi người đã biết được cái sức mạnh cũng giống như những cái công năng mà nó đem lại đến với mọi người rồi. Thì bây giờ nó sẽ xuống dưới nhà, nó sẽ khoan đục một cái cục bê tông có trộn đá xanh, kiểu như là cho mọi người tham khảo thôi ha, cho mọi người thấy sơ về cái sức mạnh của cái con máy Hilti TE60A36 này thôi ha. Rồi clip của Hảo sau khi kết thúc phần khoan thử cũng sẽ hết. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi ha. Nếu như mọi người có nhu cầu tìm hiểu về những cái loại máy khoan hay những loại máy, những cái đồ nghề công cụ thì mọi người đăng ký kênh cho Hảo ha. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người một ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Bây giờ Hảo sẽ đục một chút xíu cho mọi người tham khảo thử cái sức mạnh của cái thân máy TE60A36 này ha. Thì cái thân máy TE60A36 này á, nó có giá là khoảng 1.500 đô một thân máy, và một cục pin 9A như thế này á, thì nó giá tầm khoảng là 450 đô ha. Thì một bộ, nếu mà một bộ gồm một máy, một pin 9A, một sạc zin của nó thì có thể rơi vào khoảng là 2.200 đô, chưa tính phí ship về Việt Nam mọi người ha. À. Rồi bây giờ Hảo sẽ đục thử một chút xíu cho mọi người tham khảo thử cái sức mạnh của nó ha. Với cái thiết kế có xi lanh giống như bích tông búa vậy đó, nó sẽ như thế nào ha. Khi mà mình cầm á, mình không cần phải tì đè gì hết ha, mình chỉ cần mình giữ cho cái mũi nó đúng vô về cái hướng mà mình cần đục là được rồi mọi người ha. Cái đè thì sẽ có cái trọng lượng của thân máy, nó sẽ tự làm việc tới rồi, mình không cần phải tì đè gì hết trơn ha. Rất là nhanh, mọi người thấy chưa, cực kỳ nhanh luôn. Rất là nhanh luôn ha. Rồi Hảo với mạng phép xin được thử tới đây thôi. Rồi clip của Hảo đến đây là kết thúc ha. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi ha.